Vừa qua, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên có phóng sự phản ánh việc một người dân ở thôn An Khải, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, ngang nhiên chiếm dụng hàng trăm mét vuông đất thuộc hành lang giao thông đường tỉnh 387 và một phần diện tích đất nông nghiệp. Ngay sau khi phát sóng đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Tuy nhiên, sự việc đến nay vẫn chưa được xử lý mà thậm chí còn có dấu hiệu gia tăng vi phạm, thách thức dư luận. Đây là hình ảnh được chúng tôi ghi hình vào sáng ngày 15 tháng 4 toàn bộ hành lang giao thông đường tỉnh 387, điểm vi phạm mà trong chương trình trước chúng tôi phản ánh vẫn chưa được xử lý. Thậm chí nhiều cọc tre hốc cây được bọc lên nhiều hơn so với thời điểm trước đó. Được biết mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện cùng Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn ra quân xử lý vi phạm. Nhưng những hình ảnh trên cho thấy sự thiếu kiên quyết của cơ quan chức năng từ huyện đến xã. Không những vậy, Hộ gia đình này còn đang có dấu hiệu tiếp tục thi công xây dựng, bơm cát san nền hàng trăm mét vuông trên diện tích đất cần phải xử lý. Về vấn đề này, phóng viên đã liên lạc qua điện thoại với lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn để xác minh, tuy nhiên không ai trả lời. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh về vụ việc này trong các chương trình thể sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú đón xem.